All you need is the plan, the roadmap, and the courage to press on to your destination. Tất cả những gì bạn cần là kế hoạch, lộ trình, và lòng can đảm để kiên trì đi tới đích. Earl Nightingale Need Cần Đòi hỏi Plan Kế hoạch Dự kiến Dự định roadmap lộ trình courage lòng can đảm to press thúc ép thúc bách dồn ép destination đích đến điểm đến